Các bạn sinh viên, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 44 thương có chữ số 0 tiết 2. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 2 nối thẻ ghi phép chia với ngôi nhà thích hợp. Ở đây chúng ta có hai ngôi nhà thương có chữ số 0 và ngôi nhà thương không có chữ số 0. Các em thực hiện từng phép chia một ra giấy nháp. Phép chia nào thương có chữ số 0 thì kem nối với ngôi nhà thứ nhất. Còn phép chia nào mà thương không có chữ số 0, kem nối với ngôi nhà thứ hai. Rồi cụ thể chúng ta thực hiện từng phép tính một. Trước hết là phép chia 283 chia cho 27. Rồi kem chia từ trái sang phải. Chia cho hai chữ số. Các em chọn hai chữ số để chia. Nếu hai chữ số mà bé hơn không chia được thì các em mới chọn ba chữ số để chia. Trước hết là các em lấy 28 chia cho 27. 28 nó chỉ lớn hơn 27 một đơn vị thôi. Như vậy ta suy luận ra ngay là 28 chia cho 27 thì được 1. Được 1. 1 x 7 bằng 7, 1 x 2 bằng 2, 28 trừ 27 bằng 1, hạ 3 được 13. Lấy 13 chia cho 27, vì 13 nó bé hơn 27, 27 chia cho 27 được 1, vậy 13 chia cho 27 thì chỉ được 0 thôi. 0 x 7 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 13 trừ 0 bằng 13. Vậy ta được thương là 10 và số dư là 13. Quan sát chúng ta có nhận xét là thương có một chữ số 0. Như vậy kem nối phép tính này với ngôi nhà thứ nhất, thương có chữ số 0. Phép tính tiếp theo là 870 chia cho 29. Rồi trước hết là các em lấy 87 chia cho 29. 87 làm tròn thành 90. 29 làm tròn thành 30. Ở đây các em lưu ý là làm tròn đến hàng chục nha. 90 chia 30. 9 chia 3 được 3. Ba nhân 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8. 87 trừ 87 bằng 0, hạ 0. 0 chia cho 29 được 0. 0 nhân 9 bằng 0. 0 nhân 2 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Vậy ta được thương là 30. Thương này có chữ số 0. Kem nối với ngôi nhà thương có chữ số 0. Rồi tiếp theo là 196. Chia cho 14. Trước hết là kem lấy 19 chia cho 14. 19 làm tròn thành 20. 14 làm tròn thành 10. 20 chia 10 được 2, chia 1 được 2. Nhưng các em lưu ý, khi chúng ta lấy 14 nhân với 2 thì nó bằng 28, lớn hơn 19. Như vậy các em ước lượng thương là 2 là hơi lớn. Sau đó các em điều chỉnh thương xuống một đơn vị, ta không lấy 2 mà ta lấy 1 thôi. 1 nhân 4 bằng 4, 1 nhân 1 bằng 1, 19 trừ đi 14 bằng 5, hạ 6 được 56. Tiếp theo là các em lấy 56 chia cho 14. Các em có thể nhẩm bằng phương pháp làm tròn, hoặc là chúng ta có thể nhẩm theo phương pháp khác như sau. Các em nhẩm 14 x 1 bằng 14, 14 x 2 bằng 28,
14 nhân 3 bằng 42. 14 nhân 4 bằng 56. 14 nhân 4 bằng 56. Vậy 56 chia cho 14 được 4. 56 chia cho 14 được 4. Được chưa? 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5. 56 trừ 56 bằng 0. Vậy ta được thương là 14. Thương này không có chữ số 0. Kem sang phép tính tiếp theo, 4221 chia cho 21. Trước hết kem lấy 42 chia cho 21. Em nào nhẩm nhanh thì chúng ta nhẩm ra ngay là 42 chia cho 21 được 2. Rồi, hoặc là kem có thể nhẩm bằng phương pháp làm tròn. 42 làm tròn thành 40, 21 làm tròn thành 20. 40 chia 20, 4 chia 2 được 2. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4. 42 trừ 42 bằng 0. Hạ 2, lấy 2 chia cho 21. Vì 2 nó bé hơn 21, cho nên 2 chia cho 21 được 0. 0 x 1 bằng 0, 0 x 2 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Hạ 1 được 21. 21 chia cho 21 được 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 2 bằng 2. 21 trừ 21 bằng 0. Vậy ta được thương là 201. Thương này có chữ số 0. Thương có chữ số 0. Rồi, kem sang phép tính tiếp theo, 783 chia cho 69. Trước hết là các em lấy 78 chia cho 69. 78 làm tròn thành 80. 69 làm tròn thành 70. 80 chia cho 70. 14 chia 7 được 2. Vậy 8 chia 7 được 1. 1 x 9 bằng 9. 1 x 6 bằng 6. 78 trừ đi 69 bằng 9, hạ 3, được 93. 93 chia cho 69. 93 làm tròn thành 90. 69 làm tròn thành 70. 90 chia cho 70. 14 chia 7 được 2. Vậy 9 chia 7 được 1. 1 x 9 bằng 9. 1 x 6 bằng 6. 93 trừ 69 bằng 24. Như vậy ta được thương là 11 và dư 24. Thương này không có chữ số 0. Thương không có chữ số 0. Rồi kem sang phép tính cuối cùng. Sáu trăm linh tám chia cho 32. Trước hết là các em lấy 60 chia cho 32. 60 là số tròn trục rồi, chúng ta không cần phải làm tròn. 32 làm tròn thành 30. 60 chia cho 30. 6 chia 3 được 2. Nhưng khi các em lấy 32 nhân với 2 thì nó bằng 64. Mà ở đây là 60. Nó lớn hơn 60. Như vậy, kem ước lượng thương là 2 là hơi lớn. Do đó kem điều chỉnh thương xuống một đơn vị. Ta không lấy 2 mà chúng ta lấy 1 thôi. 1 x 2 bằng 2. 1 x 3 bằng 3. 60 trừ đi 32 bằng 28. Hạ 8 được 288. 288 chia cho 32. 288 làm tròn thành 290. 32 làm tròn thành 30. 290 chia cho 30. 30 chia 3 được 10.
Vậy 29 chia 3 thì chỉ được 9. 9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 9 nhân 3 bằng 27, thêm 1 bằng 28. 288 trừ 288 bằng 0. Vậy ta được thương là 19. Thương này không có chữ số 0. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.